Mới nhìn qua thì mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là một chiếc xe chở container bình thường. Thế nhưng mà thực tế chiếc xe này đã bị thay đổi kết cấu rất là nhiều. Ví dụ như ở đây là một cái hệ thống thủy lực, hệ thống bơm dầu thủy lực vào cái khung của xe như thế này. Và ở dưới này nữa thì là hai cái piston thủy lực rất là lớn, có những nhiệm vụ là đẩy cả cái container này lên để có thể đổ cái cát ở bên trong này ra. Ở đây nữa thì là những cái chân chống thủy lực cũng rất là lớn, giúp cái xe này ổn định mỗi khi mà nâng hạ cả cái khối container lớn như thế này. Còn đây là các cái tay đòn, các cái van điều khiển để điều khiển cái hệ thống đóng mở thủy lực. Những cái kết cấu này với những chiếc xe chở container bình thường thì hoàn toàn không có. Một chi tiết nữa cũng dễ nhận thấy ở những chiếc xe container hoán cải, đó là cái phần thùng ở đằng sau này lẽ ra được tách rời và được nối vào những cái khóa ở container ở đây. Tuy nhiên như quý vị thấy ở đây là nó đã được hàn chết và toàn bộ với cái phần bệ xe rồi. Đây là một trong những cái thủ đoạn rất tinh vi để có thể qua mắt lực lượng chức năng cũng như là chở rất nhiều cát lậu ở trên những cái chuyến xe như thế này. Vâng, phóng sự về những chiêu trò hoán cải xe container tinh vi để vận chuyển cát lậu sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong những chương trình tiếp theo. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi.